Cụ thử tam chủng công đức trang nghiêm, cố dâng vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm. Luận hữu dân, bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức giả, thành tựu bất khả tư nghị lực cố. Như bỉ mani như ý, bảo tánh tương tự tương đối pháp cố. Câu này Quan Niệm Tổ có chú giải: cái gì cực lạc thị giới, nhất nhất giai ứng quốc nhân cư nghi nhi hiện. Câu này chính là Đức Phật giảng trong Kinh Lăng Nghiêm: tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tất cả muôn sự muôn vật trong thế giới cực lạc đều có thể tùy tâm chúng ta ứng theo mức độ của ta. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Ví dụ trong đây gọi là nước, ở sau đó vẫn còn, chỗ này chưa vàng đến, đây chỉ nhắc đến thôi. Nước trong ao sen bảy báo, mọi người đều ở trong ao này. Tôi hy vọng nhiệt độ ao này cao hơn một chút, nó sẽ như ý của chúng ta. Người đứng bên cạnh nói tôi hy vọng nước lạnh một chút, nó liền lạnh, đều có thể tùy theo ý thích của mỗi người. Điều này thế giới chúng ta làm không được. Tôi hy vọng nước cạn một chút, nó sẽ rất cạn. Tôi hy vọng nước sâu một chút, nước của nó liền rất sâu. Đây là điều mà chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nước như vậy, tất cả mọi việc đều như ý, đều rất tự tại. Ở dưới cũng đưa ra một ví dụ: như tuyền trì đức thủy, nhất nhất tùy chúng sanh ý. Đưa ra ví dụ này là nói do như mani bảo, hữu danh như ý bảo, năng tùy nhân ý nhi hiện chủng chủng. Chủng chủng này phạm vi rất lớn. Tôi muốn ăn, như ý bảo sẽ hiện ra thức ăn. Tôi muốn chơi, như ý bảo hiện ra đồ chơi. Tôi muốn mặc thì như ý bảo hiện ra đồ mặc. Có như ý bảo này thì mọi vật đều không thiếu. Chúng ta muốn điều gì thì như ý bảo liền biến hiện ra điều đó, nên gọi là như ý bảo. Luận trung, như bỉ mani như ý bảo tánh giả. Luận chủ viết: tá bỉ mani như ý bảo tánh, sĩ an lạc Phật đồ, bất khả tư nghì tánh giả. Dùng như ý bảo để làm ví dụ. Chúng ta ở nơi thế giới cực lạc làm mọi việc như ý. An lạc Phật độ chính là thế giới cực lạc. Chúng ta ở thế giới cực lạc không có việc gì là không xứng tâm như ý. Quý vị đến đâu để tìm? Mười phương thế giới tìm không thấy. Cổ nhân thường nói thế giới này của chúng ta, một đời người việc bất như ý hết 8-9 phần. Duy chỉ độc nhất thế giới Tây Phương Cực Lạc
là mọi việc như ý. Tìm không thấy một việc không như ý, nên xưng là cực lạc, danh bảo không hư. Thật đúng là cực lạc, bất khả tư nghị giả. Tánh ở đây là tánh đức. Tu đức và tánh đức hợp lại là một. Toàn là tánh đức trong tự tánh lộ ra.